Vô 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 ngon nha. Hồ Hà nhập dưa ra. Ồ không không Hồ Hà mà Hồ Kiều Hà. Trời ơi. Trời ơi em ơi, tại sao cái gương mặt em ở Hồ Kỳ Hòa mà giống Hồ Ngọc Hà như em? Destiny, Destiny. Đâu ơi, gì đâu, vậy đó hả? Ủa, tự nhiên kéo Trấn Thành lên rồi kết bài đây vậy nè. Đang hoang mang chưa hiểu gì xảy ra. Vậy mà cũng lên. Bây giờ đưa tay biểu lên, chứ không nó tán cái mặt sao? Dạ, đi ba kìa, mặt đi ba kìa. Con mắt kìa. Nó vô nhạc nãy giờ rồi nó chưa ca nữa. Cho anh xin một giây phút thôi để đi bên em ngắm anh nần vàn. Cho anh xin một giây phút thôi để đi bên em ngắm anh nần vàn. Cho anh xin một giây phút thôi để đi bên em ngắm anh nần vàn. Đừng để lạc mất nhau giữa nơi thiên đàng. Ngại ngùng gì hãy nói nhé. Thương em đã nói thay lời. Dần trong đời này chỉ riêng em mà thôi. Xin anh nắm tay anh xin đừng buồn. You are my destiny, destiny, destiny. You are my destiny, destiny, destiny. You are my destiny, destiny, destiny. Let's get it on. Nụ cười người xua tan bao giá băn. Nụ cười người xua tan bao giá băn. Tìm lại bình yên sau những đắng cay ấy. Từng dần một mãi ta chẳng thể trao cho ai niềm tin. Từng ngày dài qua em đã đớn đau. Rồi người lại mang cho em những dấu yêu này. Người là niềm tin thắp sáng lối đi màn đêm tối tăm. You are my destiny. Có nhau bao lâu mình vui đi. Đôi đất thôi đâu buồn thương. Bận lòng gì ngày mai tới. You are my destiny. Có nhau bao lâu mình vui đi. Thôi đắng nơi đó buồn lo chi. Đi suy rồi chẳng ít gì. You are my destiny, destiny, destiny. You are my destiny, destiny, destiny. You are my destiny, destiny, destiny. You are my destiny, 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 destiny. Đâu có gì đâu, vậy đó hả? Ủa, tự nhiên kéo Trấn Thành lên rồi kết bài đây vậy nè. Đang hoang mang chưa hiểu gì xảy ra. Vậy mà cũng lên. Bây giờ đưa tay biểu lên chứ không nó tán cái mặt sao? Thì em cầm cái tay em bỏ qua bên Bình hay Kim Anh kìa. Tự cứu mình chứ. Quên thì cái nãy biết đẩy qua sinh nhật Kim Anh. Hay lắm. Chưa anh mê cái ngu lắm. Chịu không? Chịu không? Đừng đưa em vô tình thế đó mà. Chịu à? Chắc biết đẩy đẩy Quang Hằng. Chết thiệt. Em biết gì kia mà nó y vô 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 ngon nha. Hồ Hà nhập dưa ra. Ồ không không Hồ Hà mà Hồ Kỳ Hòa. Trời ơi mà view quá sao thương chạch luôn. Nhưng mà quan trọng là thần thái không? Xỉu luôn. Mặc dù là không hay nhưng mà thần thái rất là tuyệt vời. Hơn thua nhau chỗ đó à. Gái tên gì con?
sao vào đôi mắt em. Mặt rất là đơ, nhưng mà tại sao người ta lại cho mình nhìn cái đó? Có lý do. Đó là một sự lừa lọc rõ ràng là như vậy. Nhưng mà lừa lọc với mục đích gì? Với mục đích cho chúng ta biết là anh ta hát dở. Người hỏi sau khi chia tay anh xin gì hay đau buồn. Người hỏi sau khi chia tay anh xin gì hay đau buồn. Và nếu không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Trời ơi các bạn ơi, tôi không tin vô lỗ tai mình luôn. Tôi không tin đây là thanh âm phát ra từ một chàng trai. Tất cả là tại anh. Gì? Mà... cái gì? Tôi đã rất là, mình đã rất là muốn em, chọn bạn. Tới bây giờ em sai ba lần liên tiếp rồi đấy. Ba lần liên tiếp rồi đấy. Anh Trường Giang và chị Úc Thị Vân bảo thôi số 2 đi bởi vì còn mỗi một bạn nữ. Em đã là chọn anh bạn nói rồi. Thôi các bạn ạ, hãy bày tỏ sự tiếc nuối của mình bằng sự im lặng. Trời ơi em ơi, tại sao cái gương mặt em ở Hồ Kỳ Hòa mà giọng Hồ Ngọc Hà như em? Tại sao bạn có thể làm được như vậy? Ôi anh đơ, anh nói thì là anh đơ luôn. Hồi nãy anh ngồi anh nói với Quân, khi mà nhạc vang lên anh ngồi nhẩm thử cái mới giờ thế là người hỏi sau khi chia tay mới bắt đầu vô mà như vậy thì lát nữa sau lên này tông nữ mà anh ngồi anh hỏi quân nói chắc bạn này tông cao, nó cao cao không thể được, đây là tông nữ, rõ ràng nó là tông nữ, nam cao ngay cả Quân anh nghĩ chắc em hơi mệt đấy. Hơi mệt mỏi đấy. Mà tối anh cũng vậy, có lẽ là bởi vì cái cấu tạo thanh quản của các bạn này nó như vậy đúng không em? Tức là tối giờ em hát cái giọng nữ gì không đó hả? Dạ đúng rồi, cái giọng của em là nó không có giống như người ta, nó em không có trái cổ. Ồ lạ ghê không. Bạn bây có giờ phải là người gốc Việt Nam không hay là? Dạ em lai ba dòng máu Việt, Hoa và Ấn à. Vậy là có lai Ấn luôn, đúng là đôi mắt rất là đẹp. Tên gì con? Giang. Giới thiệu cho mọi người biết về mình nào em. Dạ em tên là Hiếu Toàn, hiện tại em đang là diễn viên. Diễn viên là diễn viên ở đâu? Dạ hiện tại là diễn viên tự do. Trước đây thì em học bên sân khấu kịch Hồng Vân. Ủa vậy là anh Nghĩa phải biết chứ, cũng học khóa trước. Lúc đó anh Nghĩa không biết hả? Cũng có biết. Giang sao thì biết là biết vậy thôi chứ làm sao biết các bạn hát hay hay dở. Ôi nhưng mà em thấy diễn viên đa phần cũng biết hát mà ta. Không em, không phải ai cũng vậy em. Không phải ai cũng vậy. Nhưng mà có những người ta biết dùng cái giọng hát hay hoặc không hay đó vào đúng vị trí thích hợp. Đúng. Và đây là một trường hợp biết sử dụng giọng hát mình vào đúng chỗ. Xuất sắc.